Chỗ này là ở Men Đen, cái quán bán đồ ăn gà nè, quay bằng gà nè. Chị Trân và vợ tôi đứng ở đây quay qua coi đó, rồi chị Trân ở đây đồ ăn nè đó. Đây nè, khách ăn nè, khách thực khách nè, sau khi thăm viếng Đức Mẹ lại đây ăn trưa nè. Đây người ta đang nướng thịt gà thơm phức nè. Chào hai cô. Wow, rồi trời ơi, coi mùng nướng này đây nữa nè, quay thịt gà nè. Rồi mở xuống nè, cô này quay thịt gà nè, cô Đức mở nè đó. Tôi quay này nó có mùi, không có mùi thơm chứ nó thơm lắm rồi.